trọng tài vừa rồi đã bắt lỗi đẩy người từ phía sau của Đức Trinh. Đây là Guracic. Rất kỹ thuật. Nguy hiểm. Tỷ số là 1-0 cho U19 của Thái Lan. Một bàn thắng may mắn của Guracic. Cú sút của Guracic đã chạm chân của một cầu thủ bên U19 Việt Nam đổi hướng và khiến cho thủ môn Thành Tuấn đã bị lỡ đà. Đúng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, lưới của đội tuyển U19 Việt Nam đã bị rung lên. Đáng tiếc cho thủ môn Thành Tuấn. Chúng ta vừa được xem lại pha quả chậm bàn thắng mở tỷ số của Guracic. Như vậy là bóng đã chạm chân của trung vệ Việt Anh đổi hướng. Rất đáng tiếc cho